Chào mừng các bạn học sinh tỉnh Gia Lai đến với chương trình tư vấn mùa thi Bí quyết để trúng tuyển đại học của báo Thanh Niên. Quý phụ huynh và các em học sinh thân mến, trong bối cảnh dịch Covid tiếp tục ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống xã hội, thị trường lao động trong mọi lĩnh vực cũng không nằm ngoài tác động đó. Việc lựa chọn ngành nghề để sau khi tốt nghiệp có việc làm ngay là điều mà phụ huynh và thí sinh luôn mong muốn hướng tới. Chương trình tư vấn hôm nay có chủ đề ngành học nào có việc làm tốt sau tốt nghiệp. Trong chương trình này, các thầy cô đến từ các trường đại học sẽ đưa ra những lời khuyên bổ ích, giải đáp các thắc mắc về chọn ngành để giúp học sinh đưa ra được quyết định đúng đắn về nghề nghiệp và những ngành học sớm có việc làm. Chương trình đang được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Gia Lai, đồng thời được truyền hình trực tuyến tại địa chỉ thanhniên.vn, fanpage Facebook Báo Thanh Niên và kênh YouTube TikTok của Báo Thanh Niên. Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể đặt câu hỏi thông qua các địa chỉ trên. Mở đầu chương trình thì tôi xin trân trọng giới thiệu chương trình có sự tham gia của các khách mời: Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân; Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ Doanh nghiệp của Trường Đại học Tài chính Marketing; Thạc sĩ Đinh Công Viễn Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Truyền thông của Trường Đại học Văn Hiến; và Thạc sĩ Trần Văn Trắng, Phó Phòng Tuyển sinh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Quý phụ huynh và các em học sinh đang theo dõi chương trình tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Gia Lai. Các em học sinh thân mến, sau 12 năm đèn sách, mục tiêu lớn nhất của tất cả những học sinh lớp 12 bây giờ là đậu vào đại học, vào những ngành học và trường học mà mình yêu thích. Thế nhưng dù là ngành học nào thì mục đích cuối cùng của chúng ta trong việc chọn học đại học vẫn là để có một nghề nghiệp, có công ăn việc làm ổn định, phù hợp với đam mê, sở trường của mình. Từ đó có thể nuôi sống bản thân và lớn hơn nữa là phụ giúp cho gia đình, cho xã hội. Vậy chúng ta phải lựa chọn ngành nghề ra sao để sau khi tốt nghiệp có được săn đón của doanh nghiệp có thể tuyển dụng ngay? Những ngành nghề nào đang hot và có nhu cầu lớn trong bối cảnh hiện nay? Đây là một vấn đề khá thú vị để các thầy cô ở bàn tư vấn của chúng ta có thể trao đổi bây giờ. Mở đầu thì chúng tôi xin mời Tiến sĩ Võ Thanh Hải chia sẻ về trong cái thời điểm này thì và sau 3-4 năm nữa thì theo thầy những ngành nghề nào đang cần nhiều nhân lực và vì sao ạ? Xin mời Tiến sĩ Võ Thanh Hải. Cảm ơn nhà báo Mười Uyên. Kính thưa quý vị phụ huynh và các bạn thí sinh tỉnh Gia Lai thân mến. Kính thưa quý thầy cô có mặt trong chương trình tư vấn hôm nay ở tỉnh Gia Lai. Có thể nói rằng là dự báo cho 3-4 năm đến về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta, đó là cái điều kiện cơ bản nó tạo ra cái việc làm và cũng là cái cơ hội của các em đấy. Thì hiện nay theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì trong cái xác định các cái khối ngành thì có hai cái nhóm ngành mà hiện nay được gọi là nhu cầu được đặc thù, được đào tạo đặc thù. Có nghĩa là gì? Vì sao gọi là đặc thù? Bởi vì nhu cầu nhân lực ở hai cái nhóm ngành này tương đối lớn và khan hiếm nhân lực ở Việt Nam chúng ta. Cho nên Trung ương cũng đã có cái hai cái quyết định là tạo cái đặc thù cho cái đào tạo nhân lực này. Đó là những cái ngành đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung. Và thứ hai là nhóm ngành trong lĩnh vực du lịch. Nghe nói về nhóm ngành du lịch thì chúng ta có thể thấy rằng hơi ngạc nhiên, đúng không ạ? Hai năm qua đại dịch Covid, ngành này rất nhiều doanh nghiệp phải dừng lại, nhiều hướng dẫn viên du lịch phải nghỉ ngơi, không làm việc trong suốt 2 năm. Nhưng tại sao nó lại là một cái nhóm ngành đặc thù? Thưa quý vị phụ huynh, rằng là chúng ta định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta nói chung đấy, và đặc biệt khu vực cái miền Trung nói riêng và một số cái tỉnh ở miền Nam và miền Bắc đấy, thì cái việc nhân lực cho du lịch của Việt Nam chúng ta là rất khan hiếm. Ngành công nghiệp không khói này nó cần nhiều nhân lực, có cái phổ quát rất là lớn, từ cái nhân lực phổ thông cho đến cái nhân lực cao cấp. Ví dụ như có những nhân lực làm việc ở những cái nhà hàng, những cái doanh nghiệp, khách sạn nhỏ lẻ, quy mô số sao thấp, nhưng cũng có những cái khu resort, những khách sạn cao cấp đòi hỏi cái chuẩn rất cao và đòi hỏi cái nhân lực làm việc ở đó phải đạt được một cái trình độ tương thích với khu vực và thế giới. Đó là hai cái khối ngành mà được cái chính sách là ưu tiên trong cái việc là đào tạo, cái việc xác định chỉ tiêu của các trường có thể vượt quá cái năng lực một chút. Cái điểm thứ hai nữa đó là
những ngành nào có cơ hội việc làm lớn thì mỗi một thí sinh sinh ra và lớn lên ở cái quê hương của mình ấy, các em mong muốn sau khi tốt nghiệp đại học các em ra trường làm việc ở đâu. Thì nếu làm việc quay trở lại quê hương thì chúng ta phải theo dõi cái định hướng phát triển kinh tế của cái quê hương của mình là đi theo cái định hướng nào. Như tôi vừa nêu đấy, thì hầu hết các cái tỉnh nằm ở duyên hải miền Trung, từ Ninh Thuận, Khánh Hòa trở ra đến Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, thì định hướng phát triển về dịch vụ du lịch là rất lớn. Thì đó cũng là một cái ngành dự báo là trong tương lai sẽ có cái cơ hội việc làm lớn. Hay là trong 2 năm đại dịch Covid vừa rồi, chúng ta thấy các ngành thuộc khối ngành khoa học sức khỏe mới bộc lộ rằng chúng ta thiếu nhân lực. Thiếu nhân lực ở đây là không chỉ là lực lượng đội ngũ y bác sĩ, mà cả về nhân lực phục vụ trong cái chuỗi cung ứng của khối ngành khoa học sức khỏe cũng còn thiếu. Hay là các cái nhân lực là phục vụ trong vấn đề thị trường, đáp ứng một số ngành nghề mới như những lĩnh vực là trong logistics chẳng hạn, thì đó cũng là một những lĩnh vực mà dự báo trong cái tương lai nó sẽ khan hiếm nguồn nhân lực. Mà cũng có thể là các cái lĩnh vực truyền thống khác như trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng chẳng hạn, hay lĩnh vực về sản xuất, khi các cái doanh nghiệp tái cấu trúc lại để thích ứng trong một cái thời kỳ mới hậu Covid, để có thể xây dựng được cái chuẩn mực cao hơn, các sản phẩm có năng lực cạnh tranh ở thị trường cao hơn, thì đòi hỏi nhân lực phải được đào tạo trở lại cơ bản để thích ứng. Thì với những cái cách tiếp cận như vậy thì tôi nghĩ rằng là quý vị phụ huynh và các bạn thí sinh hãy xuất phát từ cái việc là con em mình giỏi về lĩnh vực nào. Bởi vì dù đến thời điểm hiện nay theo như các thầy cô giáo và các doanh nghiệp thì việc làm không thiếu, nhưng cái thiếu là nhân lực đủ năng lực để làm công việc đó hay không. Cho nên tôi vẫn mong muốn kết luận một cái điểm rằng để có được một cái việc làm, một cái cơ hội việc làm tốt cho mình ấy, thì có mấy việc các bạn thí sinh cần phải quan tâm. Thứ nhất là hãy bắt đầu vào việc chọn một cái ngành học mà nó vừa phù hợp với năng lực của mình, vừa thể hiện được cái tính đam mê của mình. Tôi lưu ý là phải phù hợp với năng lực của mình. Cái điểm thứ hai là chúng ta trong quá trình học đại học là chúng ta phải trang bị những cái kỹ năng cần thiết trong cái ngành của mình, và đặc biệt là chúng ta dự kiến ra trường chúng ta làm gì. Tôi cũng muốn chia sẻ một cái điểm trong các chương trình tư vấn trước ấy, có rất nhiều em thí sinh hỏi rằng là thưa thầy, là sau này em ra trường muốn làm việc ở Bộ Ngoại giao, Bộ Công an thì em học ngành gì? Như vậy là các em thí sinh chưa nghĩ đến việc là chúng ta học ngành như thế nào, rồi nghề chúng ta làm nghề gì, và vị trí công tác chúng ta làm ở đâu. Thì cái điểm thứ hai thầy muốn nói là các em phải trang bị những kỹ năng cơ bản như là bây giờ tiếng Anh và tin học. Thiếu hai kỹ năng đó thì có lẽ các em sẽ thất nghiệp, dù các em có học lực giỏi bao nhiêu chăng nữa, nhưng tiếng Anh và tin học các em không đáp ứng được yêu cầu. Và điểm cuối cùng đó là các em phải có một thái độ tốt, một thái độ là chủ động tiếp cận với công việc, một thái độ là tận tụy, làm việc một cách thành tâm. Thì thầy tin rằng là doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng đón nhận các em sau khi các em tốt nghiệp. Có lẽ chốt lại là điểm cần thiết nhất bây giờ là các em phải chọn cho mình một cái ngành học phù hợp với năng lực bản thân mình và nó có một cái xu hướng phát triển trong tương lai. Chừng đó các em còn 3-4 năm nữa để có thể trang bị cho mình, thì tôi tin rằng là việc làm nó sẽ đến với các em một cách tự nhiên, và thậm chí lúc ấy các em có quyền chọn những việc có thu nhập cao để chúng ta làm. Thì chúc các em chọn được một ngành học tốt, trang bị một kiến thức thật vững chắc, kỹ năng đầy đủ và tự tin để chúng ta tiếp cận với công việc. Cuối cùng tôi mong rằng là các thế hệ thí sinh thi tuyển vào đại học năm 2022, hoặc là những cái năm sau này, hoặc là những em đang học ở trường đại học, chúng ta nên tiếp cận với công việc là chúng ta tìm một cái việc phù hợp với mình, chứ không nên tiếp cận với cái cách là chúng ta đi xin một công việc. Bởi vì khi xin thì chúng ta thụ động lắm. Phải tìm việc, mà muốn tìm việc thì bắt đầu bằng việc chọn ngành học, trang bị kiến thức cho mình, thì lúc đó các em sẽ có một việc làm. Tôi tin chắc là như vậy. Dạ. Cái việc mà có việc làm ngay nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, giống như thầy Hải nói đúng không ạ? Nhưng mà không biết vừa nãy thầy có nhớ nhắc đến cái nhóm ngành công nghệ thông tin chưa, mà có nhu cầu nhân lực rất là cao đúng không? Còn du lịch Việt Nam thì vẫn còn rất nhiều tiềm năng mà chưa khai thác hết, phải không ạ? Thì đó là những cái lĩnh vực mà trong thời điểm hiện tại và 3-4 năm nữa là các doanh nghiệp đang rất cần. Chúng tôi xin mời thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, là một người mà thường xuyên kết nối với doanh nghiệp để tổ chức các buổi hội thảo, rồi cũng như là đưa sinh viên đi thực tập kiến tập tại doanh nghiệp. Thì không biết là trong kinh nghiệm của mình, trong cái trải nghiệm của mình, thì cô Phụng thấy là doanh nghiệp thì trong cái thời điểm này thì thường lĩnh vực nào thường xuyên tuyển dụng nhiều nhất ạ? Xin mời thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, trường Đại học Tài chính Marketing. Dạ.
À, kính chào quý phụ huynh, kính chào quý thầy cô trong ban tư vấn, kính chào MC Hà Ánh, em xin lỗi MC Mỹ Huy và kính chào tất cả các em học sinh của tỉnh Gia Lai của mình. Về rất là nhiều thời gian qua thì giống như là thầy đã chia sẻ, đứng dưới góc độ là một cái đơn vị phụ trách và có sự kết nối giữa nhà trường với lại doanh nghiệp cùng với lại học sinh của mình. Cùng với sinh viên của mình trong thời gian qua, thì những cái nhóm ngành mà các đơn vị, các doanh nghiệp thường hay quan tâm, và đặc biệt là trong năm cuối, trong cái quý 4 của năm 2021 vừa qua, thì cũng đã đưa ra rất là nhiều nhu cầu vị trí việc làm và mong muốn có một cái nguồn nhân lực để đáp ứng cho nhu cầu của nhà tuyển dụng. Và 3 tháng cận nhất của năm 2022 cũng nổi lên rất là nhiều lĩnh vực. Trong đó có hai lĩnh vực, thứ nhất là du lịch và công nghệ mà thầy đã chia sẻ. Cùng với đó thì có những cái nhóm ngành mà hiện nay ví dụ như là do là trường Đại học Tài chính Marketing là đơn vị đào tạo các khối ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, cho nên là các doanh nghiệp cũng chia sẻ với góc độ là muốn tìm những cái nhu cầu nguồn nhân lực trong các vị trí ví dụ như là thực hành nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp hay rằng là vị trí tuyển dụng tại các doanh nghiệp. Thì ở các doanh nghiệp này người ta lại nhấn mạnh vào các cái nhóm ngành mà tôi cho rằng đây là những cái nhóm ngành tiềm năng và sẽ phát triển ở trong tương lai. Đồng hành với hai nhóm ngành đó là ngành công nghệ thông tin và nhóm ngành du lịch là một trong những cái nhóm ngành mà sẽ phát triển tương lai sau này. Vậy thì nhóm ngành thứ ba đó là nhóm ngành logistics, và hiện nay trong năm 2021 sau khi mà tình hình dịch Covid của chúng ta chuyển biến rất là phức tạp, để có thể sau khi mà chúng ta bắt đầu hòa chung với lại cái tình hình dịch như vậy, để chúng ta sống với một cái tình hình mới, vậy thì ở đó các doanh nghiệp người ta lại bắt đầu tuyển dụng cái lĩnh vực logistics là rất nhiều. Cái lĩnh vực thứ tư nữa đó là lĩnh vực truyền thông, lĩnh vực tiếp thị, để nhằm có thể kết nối với khách hàng nhiều hơn, có thể truyền tải những cái thông tin, những cái sản phẩm để đến gần hơn với lại khách hàng. Vậy thì tôi cho rằng đây là những cái nhóm ngành mà hiện nay đang nổi trội lên, và đặc biệt ở trong cuối năm 2021 và đầu năm 2022 có một lĩnh vực mà hiện nay các doanh nghiệp đòi hỏi nguồn nhân lực là rất lớn, đó là ngành bất động sản. Vì giống như là một cái tình hình chuyển dịch cơ cấu của lĩnh vực bất động sản mà hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp người ta tuyển dụng ở vị trí của lĩnh vực bất động sản là rất nhiều. Trong đó có luật người ta tuyển ở trong lĩnh vực bất động sản, người ta có tuyển các lĩnh vực về luật. Luật ở đây nó có sẽ có luật kinh tế, rồi luật pháp lý vân vân, rồi các cái nhóm ngành sale, marketing vân vân để phục vụ cho cái lĩnh vực bất động sản. Vậy thì đây là những cái nhóm ngành mà tôi thấy trong thời gian qua chủ lực mà người ta tuyển dụng ở trường Đại học Tài chính Marketing nói riêng, cũng như là thấy đang tuyển dụng ở trên các trang thông tin rất là nhiều. Ở cái nhóm ngành thứ nhất là giống như thầy Hải chia sẻ là nhóm ngành công nghệ thông tin, nhóm ngành thứ hai là du lịch, nhóm ngành thứ ba là logistics quản trị chuỗi cung ứng, nhóm ngành thứ tư là truyền thông marketing tiếp thị vân vân. Vì cái nhóm ngành sức khỏe thì tôi cho rằng cũng rất là quan trọng, ở trong đó về tâm lý sức khỏe của chúng ta cũng rất là quan trọng. Tuy nhiên là trường Đại học Tài chính Marketing lại không phải là đơn vị đào tạo khối lĩnh vực sức khỏe, cho nên là cũng thấy ít các doanh nghiệp người ta tuyển dụng cái lĩnh vực này. Chỉ có điều tuyển dụng nói về mặt tâm lý thì người ta lại mong muốn là cái tuyển dụng tâm lý khách hàng, có nghĩa là thuộc cái lĩnh vực dịch vụ chăm sóc, tư vấn để giúp cho khách hàng của chúng ta có được biết được những cái thông tin và có thể là đến gần hơn và có thể là đặt mua sản phẩm của doanh nghiệp. Vậy thì đó là một trong những cái nhóm ngành mà tôi cho rằng sẽ phát triển hiện nay và sẽ còn phát triển mạnh hơn trong tương lai, đặc biệt là hai cái nhóm ngành logistics và bất động sản là sẽ là một cái cầu nối sẽ phát triển rất là mạnh ở trong những năm tiếp theo ạ. Vậy hầu như là các nhóm ngành đều thiếu rất nhiều nhân lực, và một doanh nghiệp thì họ có thể tuyển rất nhiều vị trí khác nhau ở các nhóm ngành nghề khác nhau. Giống như là bất động sản thì họ vẫn tuyển kế toán rồi kinh doanh các thứ, đúng không ạ? Và tôi được biết thì không chỉ trường Đại học Tài chính Marketing mà rất nhiều trường đại học ngồi đây và những trường đại học khác thì doanh nghiệp hàng năm đều đến trường để xin tuyển dụng. Cần rất nhiều vị trí các lĩnh vực mà xin các trường cung cấp nhân lực cho mình, nên chỉ cần thực tập thôi là các bạn đã có thể là đi làm và có lương rồi. Thì không biết là với cái tình hình hiện tại thì thầy Trần Văn Trắng, đại diện của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, có thể chia sẻ về cái việc mà có hay không cái sự mất cân bằng nhân lực hiện nay, và khi mà đào tạo vẫn chưa thể đáp ứng được số lượng thực tế mà doanh nghiệp cần. Bởi vì là rất nhiều doanh nghiệp đi đến các trường mà cũng không thể tuyển đủ số lượng cho họ. Thì nếu mà những cái ngành nghề mà mất cân bằng nhân lực thường là những ngành nào? Xin mời thầy Trắng ạ. Đại diện cho trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, đại diện cho ban tư vấn, gọi là chào tới các thầy cô trong ban tư vấn. Xin chào nhà báo
Mỹ Duy, Mỹ Quyên và các phụ huynh và các bạn học sinh của tỉnh Gia Lai thân mến. Thì cái quay lại cái câu chuyện mà có mất cái cân bằng trong cái việc mà cung cấp được nguồn nhân lực giữa cung và cầu, giữa cái đào tạo ra cái lực lượng và đáp ứng cho được doanh nghiệp hay không, thì thật sự ra câu chuyện ở đây theo quan điểm cá nhân của tôi á, thì tôi nghĩ là cung cấp có được hay không nguồn nhân lực chất lượng cao. Chứ khi mà các đơn vị đào tạo, khi mà sinh viên chúng ta có thể là khi ra trường hàng loạt như vậy, nhưng để có bao nhiêu bạn có đủ khả năng để đáp ứng được cái yêu cầu của doanh nghiệp, giống như thầy Hải có nói ngay từ ban đầu, có nghĩa là các bạn ngoài cái chuyên môn cao, các bạn còn phải có những cái yếu tố khác, ví dụ như là ngoại ngữ, về tin học, và kể cả có thái độ của các bạn khi mà chúng ta tốt nghiệp, khi bạn tốt nghiệp ra trường. Thì cái theo quan điểm cá nhân của tôi lặp lại, thì tôi nghĩ là thiếu cái nguồn nhân lực chất lượng cao để cung cấp cho doanh nghiệp. Chứ ngược lại thì các hiện nay các sinh viên chúng ta ra trường thì có cái xảy ra tình trạng là các bạn có thể làm trái ngành, hoặc các bạn không có làm theo đúng với cái chuyên ngành học của các bạn, nhưng miễn các bạn có được một công việc làm mà hợp pháp luật, không vi phạm pháp luật, những cái công việc mà nó thuần phong mỹ tục, nó không vi phạm, thì đó là một cái công việc các bạn có thể lao động chân chính, có nghĩa là một công việc đã ổn định rồi. Tuy nhiên, để mà các bạn làm đúng ngành và các bạn còn phải trau dồi nhiều hơn. Và tại sao có cái thực trạng đó, thì quay ngược lại câu chuyện mà không mượn lời thầy Hải luôn, vì là một cái có thể nói rằng là thầy Hải có thể là một cây đa cây đề trong cái lĩnh vực đào tạo của khu vực, và cũng giống như là ở trong giới đại học ở quốc gia Việt Nam. Thì câu chuyện là lại là câu chuyện là chúng ta, các bạn đã sang ngành sang nghề, thưa thầy cô, thì các bạn đã sang ngành sang nghề ngay từ đầu, cho nên là khi các bạn vào học thì các bạn cố gắng chỉ làm sao chó ra được cho mình một cái tấm bằng đại học mà thôi, cho nên nó bị mất đi cái cán cân cho cái lĩnh vực mà thật sự đang cần nhu cầu. Và quay lại cái câu chuyện mà cái việc mà mất cán cân ở đây, thì cụ thể cho các bạn học sinh chúng ta ở Gia Lai, thì cho trong khi mà tìm hiểu thông tin nhanh để cung cấp cho các bạn, thì trong cái bản tin số 2 vào tháng 2 năm 2022 của tỉnh Gia Lai có một cái thống kê là có các về cái tỷ lệ phần trăm, cũng giống như là các nhóm ngành nghề mà có thể là đang khát nguồn nhân lực trên chính địa bàn tỉnh Gia Lai, đó là 69,66% là thuộc về nhóm ngành dịch vụ. Các nhóm ngành về ngành công nghiệp, công nghệ, xây dựng thì chiếm 20,22%, và đối với cái 10,11% là thuộc về nhóm ngành nông lâm thủy sản. Thì cái câu chuyện ở đây đó là cụ thể trên tỉnh của các bạn ở Gia Lai thì chúng ta đang khát nguồn nhân lực về lĩnh vực này. Thì quay lại nó lại là câu chuyện là giống như là cái ngành dịch vụ, thì trong đó có nhóm ngành nhà hàng, khách sạn và những cái dịch vụ khác, và giống như là cô Phụng, giống như là thầy Hải có chia sẻ lúc nãy, thì trong 2 năm qua tình hình dịch Covid, các những nhân sự cụ thể, ví dụ những hướng dẫn viên đi, họ lại không có làm được cái công việc này, họ lại bén duyên họ với một cái công việc khác, hoặc là những cái nhân sự trong nhóm ngành khách sạn thì họ lại có một cái công việc ổn định hơn, và để quay lại bây giờ thì họ phải đã một khoảng thời gian chúng ta không làm nghề, cho nên cái tay nghề của họ cần phải training lại, chúng ta cần phải được đào tạo lại một tí xíu, cho nên chính vì vậy họ cũng chưa quay lại với ngành. Cho nên là cái câu chuyện đó lại là cái mất đi sự cân bằng vì sự tác động của xã hội, cái yếu tố tác động của về xã hội. Còn cái yếu tố thứ hai trong cái vấn đề đặt ra của nhà báo là những ngành nào mà hay thường mất cán cân, thì thật sự ra là cái này nó còn chắc là các thầy cô sẽ có góp thêm tiếng nói, vì nhiều khi là cũng chưa có tìm hiểu hết kỹ được, cũng giống như là tình hình thực tế. Thì câu chuyện là ví dụ như cái ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng trong cái thời gian vừa qua, thì chúng ta lại là trong cái thời dịch, khi mà giãn cách xã hội toàn như vậy, thì các lĩnh vực và kể cả cái việc xuất nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại thì nó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Thì cái lên ngôi của cái ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, hoặc là khi mà tất cả người dân chúng ta quay sang cái câu chuyện là chúng ta thực hiện tất cả những cái giao dịch mua hàng này kia nọ bằng hình thức online, thì lại là nổi cộm lên và trở thành một cái ngành hot là ngành thương mại điện tử. Thì cái thời điểm đó cái ngành đó nó lại thu hút cái bạn. Nhưng mà trong thấy ví dụ như trong 4 năm nữa một câu chuyện, thì cái ngành nó còn hot hay không? Cái ngành nó còn có khác nguồn nhân lực nữa hay không? Thì các bạn phải xem xét khi mà chúng ta đặt bút xuống chọn ngành, chọn nghề. Thì tóm lại hai vấn đề muốn chia sẻ với các bạn. Cán cân có bị mất cân bằng hay không giữa cái lực lượng, giữa cái việc mà cung và cầu nguồn nhân lực. Thì cái việc này còn phải gọi là thiếu nguồn nhân lực là về chất lượng cao. Các bạn hãy rèn luyện những kỹ năng cho các bạn. Chúng ta hãy xây dựng những hình ảnh các bạn, những thái độ chúng ta tích cực nhất, để chúng ta có một cái điểm cộng trong mắt của doanh nghiệp. Thì chúng ta không sợ là cái việc chúng ta thất nghiệp hay là chúng ta tìm không ra việc. Mà thật sự là khi mà trong sinh viên, thì chúng ta cái việc mà sinh viên đi ra trường mà đi xin việc, các bạn nghĩ đó chuyện bình thường. Nhưng thật sự ra câu chuyện nếu các bạn nằm ở cái top là các bạn được mời việc
hoặc là các bạn được săn đón từ các doanh nghiệp thì cái điều đó nó giá trị cao hơn. Hoặc nếu các bạn làm được một điều này nữa là các bạn cực kỳ tuyệt vời. Các bạn nằm ở trong top sinh viên tạo việc, có nghĩa là các bạn start up, các bạn khởi nghiệp, xong sau đó các bạn tạo lại cơ hội việc làm lại cho những cộng đồng xung quanh của chúng ta nữa. Thì cái điều đó mà các thầy kỳ vọng rằng là học sinh Gia Lai chúng ta sẽ làm được những vấn đề trên. Và cái một ý để gúp lại luôn, đó là những cái ngành nghề đang hot thì các bạn phải xem thực trạng của khu vực của chúng ta đang sinh sống và cái xu thế phát triển của xã hội, thì các bạn có thể tham khảo thêm nhiều ý kiến hoặc là đọc thông tin từ các báo đài và nghiên cứu về cái nguồn nhân lực để chúng ta có thể tham khảo nhiều hơn. Thì trong chương trình các thầy cô sẽ còn góp thêm tiếng nói cho các bạn nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe rất nhiều ạ. Dạ, qua những gì mà thông tin mà thầy Trắng vừa nói ạ, thì vẫn có những cái bạn mà ra trường thì các bạn không cần phải đi xin việc nữa, đúng không ạ? Mà các bạn tự tạo việc làm và thậm chí còn đưa công việc cho người khác nữa. Nhưng mà trên thực tế vẫn có cái sự là cái nhân lực vẫn có những cái nơi thừa và những nơi thiếu. Thừa là thừa những cái người mà không làm được việc, đúng không? Và thiếu những cái nhân lực chất lượng cao. Vì vậy nếu mà chúng ta mà tốt nghiệp mà trở thành những người mà có năng lực á, thì không bao giờ lo thất nghiệp. Tôi muốn đề cập đến một vấn đề mà vì sao mà hàng năm các trường á, vẫn mở các ngành học mới. Mặc dù là những cái ngành học đấy thì đã mở tại nhiều trường rồi, nhưng mà thường là các trường vẫn mở, tiếp tục mở rất nhiều ngành học mới. Thì chắc chắn là trong số các trường đang ngồi đây là cũng có, năm nay cũng có một số ngành học mới, đúng không ạ? Thì tôi muốn mời thầy thạc sĩ Đinh Công Viễn Phương có thể chia sẻ về vấn đề này. Có phải là do thiếu nhân lực cho nên là các trường phải mở ngành học mới để đào tạo thêm không ạ? Xin mời thầy ạ. Cảm ơn MC. Trường Đại học Văn Hiến xin lời chào trân trọng đến toàn thể quý phụ huynh và các bạn học sinh của tỉnh Gia Lai cũng như quý thầy cô trong ban tư vấn ngày hôm nay. Về cái vấn đề mà MC đề cập, chúng ta thấy là hầu như là các trường mọi năm đều có mở thêm một số cái ngành mới. Cái mục tiêu này thì nói về lý do thì giống như MC nói là có phải là do mình thiếu nguồn năng lực, nguồn nhân lực hay không? Thì cái này thì giống như là một cái có thể hình dung là các nhà trường luôn muốn tạo ra thêm một cái cơ hội mới, một sự lựa chọn mới cho tất cả người học. Mặc dù là ngành nghề đó có thể đã mở các trường khác rồi, nhưng mà xét thấy cái năng lực hiện tại của đơn vị của mình đủ năng lực đào tạo và đủ cái nguồn cung cấp để có thể là tạo cơ hội cho người học thêm một cái sự lựa chọn, thì cho nên các trường vẫn tiếp tục mở. Việc mở một ngành nếu một trường học thì nó không phải là cái chuyện quá dễ dàng, nó cũng cần phải đầy đủ những yếu tố và đặc biệt là phải theo đúng cái quy chế quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, và cần từ nhân lực, từ con người, từ cơ sở vật chất, từ đội ngũ giảng viên vân vân, thì có thể là rất nhiều yếu tố để tạo nên, để tạo một cái ngành nghề. Nhưng mà vì sao các trường vẫn liên tục để mở ra như vậy? Cái việc mà có nhiều lựa chọn các ngành nghề trong một trường đại học thì giúp cho người học có được cái sự nhìn tổng quan hơn và có thể đánh giá được, ví dụ như là một em rất là muốn học về cái ngành tới ví dụ như là ngành sức khỏe đi. Những ví dụ đọc Văn Hiến sau khi mà tìm hiểu kỹ các thông tin rồi vẫn muốn học Văn Hiến nhưng mà lại tiếc là không có ngành đó. Thế là bỗng nhiên bạn lại mất đi một sự lựa chọn. Mặc dù là theo như lời giới thiệu của bạn bè, anh chị và thậm chí là những người mà thuộc là con em của người trong trường luôn á, thì bố mẹ cũng rất là muốn con học tại trường đó, nhưng mà tại vì trường không có ngành đó cho nên là buộc họ phải lựa chọn sang một cái trường khác. Thì đó là cái thứ nhất, là một cái hướng suy nghĩ. Cái thứ hai nữa là cái việc mà tạo thêm ngành nghề mới ở trong các trường đại học trong thời gian vừa qua đó, nó cũng thể hiện được cái năng lực về cái khả năng đào tạo, về sự phát triển, về quy mô, về đội ngũ, về cơ sở vật chất của ngôi trường đó, và giúp ngôi trường đó khẳng định cái vị thế của mình trong cái môi trường giáo dục đại học chung trong cả nước, cũng như là cái sự hình dung vươn tầm ra khu vực và thế giới trong tương lai. Cho nên là cái việc mà mở thêm ngành là một cái nó giống như là tự thay đổi, tự nâng tầm bên của các trường. Và bây giờ hầu như trường nào cũng giống như là đa ngành, đa lĩnh vực. Vâng. Thì nhờ thế mà có thể đáp ứng được nhu cầu học tập của mọi thí sinh ở mọi cái mức độ điểm khác nhau, đúng không ạ? Đúng rồi. Và thường những ngành học mới tại các trường thì cái cơ hội mà trúng tuyển sẽ cao hơn những cái ngành mà đã mở lâu năm, phải không thầy Hải? Cái chỗ ngành học mới thì là tôi cũng có thêm một ý bên cạnh cái ý của thầy Phương và nhà báo Mỹ Quyên vừa bình luận thêm đấy. Là chúng ta có tiếp cận là hai cái nhóm ngành mới. Một cái nhóm ngành mới phổ biến có nghĩa là những một các trường trong nước đã đào tạo rồi và thêm một vài trường tiếp tục mở ra, có nghĩa là mới tại cái trường đó, tại cái khu vực đó, chứ không phải là mới trong lãnh thổ của quốc gia. Thì về mặt nguyên tắc khi mở ngành đào tạo mới đấy, thì như thầy Phương nói là cái trường đó lớn lên là điều đó là hoàn toàn đúng, nhưng mà điểm rất quan trọng trước khi mở ngành mới
đó là một cái khảo sát về nhu cầu, nhân lực, đúng không ạ? Dạ. Nhu cầu nhân lực của cái ngành đó tại cái vùng miền đó. Đó là một cái điểm mà nó tạo cơ hội, như nhà báo Mỹ Quyên nói là tạo cơ hội cho các em có thể ở một cái trường A nào đó điểm quá cao. Đúng rồi, mọi mức điểm đều có thể là vào được các trường, tạo ra một cái mức điểm vừa phải để các em có thể làm việc. Tôi ví dụ như ngành y đa khoa chẳng hạn. Dạ. Nhưng vấn đề có một cái nhóm ngành thứ hai, đó là cái ngành mới chưa có trong cái danh mục các ngành đào tạo của Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ vẫn cho phép các cái trường được phép mở những ngành chưa có trong danh mục, và muốn mở những ngành chưa có trong danh mục đó thì phải đảm bảo việc khảo sát nhu cầu nhân lực là rất quan trọng, và đặc biệt là xem thử các nước có ngành trường nào đào tạo chưa. Bởi vì những ngành này, các bạn thí sinh lưu ý, tôi rất thích thú ở cái ngành mới này một ý là gì, những cái rủi ro về ngành này mới này các trường đại học chịu trách nhiệm, và các bạn thí sinh tham gia vào những ngành mới này có một cơ hội việc làm rất là lớn, và đặc biệt ngay những ngày mới mở điểm như nhà báo Mỹ Quyên thường nói không cao, bởi vì cái số lượng người biết rất ít. Tôi ví dụ như ngành cách đây 2 năm cũng trong chương trình như thế này, tôi có nói ngành về Big Data và trí tuệ nhân tạo, gần như không có thí sinh nào quan tâm vì thấy khó quá, nhưng đến bây giờ đó là 2 ngành gần như là khan hiếm nhân lực. Thì hiện nay các trường cũng đang mở ra những ngành mới trong nước mình, ví dụ như là Digital Business hay là Digital Marketing chẳng hạn. Đấy, nhưng mà khi 2 năm gần đây khi nói về cái cụm từ này thì nhiều thí sinh cảm thấy lạ lắm. Nhưng mà khi dịch, đại dịch xảy ra thì chúng ta mới thấy là vì tất cả những cái hoạt động kinh doanh ảo, bây giờ marketing ảo gần như là phổ biến. Như các em thí sinh nhập học vào các trường đại học thì năm nay Bộ quyết định một cái thay đổi là gì? Tất cả phương thức đăng ký thi tuyển và xét tuyển đều thực hiện online cả. Như vậy là một cái thay đổi. Thì cái điểm ngành mới này là đó là cái điểm mà tôi nghĩ rằng là các em cũng nên lựa chọn, bởi vì cơ hội đối với các em ở những ngành này cực kỳ lớn. Vậy thì nhân đây thì các thầy cô cho biết luôn là trường mình năm nay có những cái ngành mới gì ạ? Trường thầy Hải là có ngành mới gì không ạ? Năm nay thì trường Đại học Duy Tân mở tới thêm 5 cái ngành mới. Dạ. 5 cái ngành mới trong nước như tôi vừa bình luận đây, là trong đó Digital Marketing, Digital Business, ngành Logistics và chuỗi cung ứng như, hay là ngành PR chẳng hạn. Nhưng mà có thêm 2 cái chuyên ngành rất mới đưa vào, đó là chuyên ngành về khoa học dữ liệu và ở trong lĩnh vực về du lịch dịch vụ, nói chung thì có cái dịch vụ hàng không. Thì đó là 2 cái chuyên ngành mà tôi nghĩ rằng là các em thí sinh ở miền Trung có thể tiếp cận, để có thể như nhà báo Mỹ Quyên nói là ở một cái vùng ở mức điểm có thể thấp hơn để có thể chúng ta có cơ hội việc làm tốt hơn. Mà hầu hết những ngành mới này thì đều là nhu cầu nhân lực đang rất là cần. Không biết là trường Đại học Tài chính Marketing thì năm nay có ngành hoặc là chuyên ngành mới gì không ạ? Đối với trường Đại học Tài chính Marketing thì năm 2022 này chúng tôi không có mở ngành mới, cũng không có mở chuyên ngành mới. Tuy nhiên cái ngành mới thì đối với trường thì nhà trường cũng đã mở từ năm, bắt đầu từ năm 2020, và đỉnh điểm nhất là mở thêm một cái ngành mà tách hẳn ra so với các ngành khác, thì tách ra thành một cái lĩnh vực. Trong đó hồi nãy như lúc đầu tôi cũng có chia sẻ, đó là một cái lĩnh vực về luật kinh tế. Đây là một cái ngành mới mà giống như thầy Hải chia sẻ, là chúng ta khảo sát được cái nhu cầu nguồn nhân lực, cũng như là cái việc mà nguồn các doanh nghiệp liên hệ đến nhà trường cũng nhiều, và mong muốn là có những cái sinh viên đi thực tập ở trong cái lĩnh vực về luật kinh tế, để giúp cho các doanh nghiệp có thể là cơ bản về mặt pháp lý khi mà người ta thiết lập lên các hợp đồng giao thương từ trong nước ra nước ngoài. Thì đây cũng là một trong những cái ngành mới, và đặc biệt là có một cái ngành trước thì nó lại nằm ở trong cái ngành tài chính ngân hàng, và sau này thì trường Đại học Tài chính Marketing thì mở thành một ngành luôn, đó là cái ngành toán kinh tế. Ngành toán kinh tế thì so với các bạn nghe chữ toán kinh tế thì rất là sợ, nó khá là nặng đúng không? Dạ. Không biết làm cái gì luôn. Nhưng mà nếu như mà các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh tế thì cái ngành toán kinh tế này phục vụ rất là nhiều, đặc biệt là người ta về thiên về thống kê, về định lượng, về đo lường được, về chính sách, về tài chính vân vân, để phục vụ cho những cái nhóm ngành thuộc lĩnh vực kinh tế. Và cái như vậy thì cái nhóm ngành toán kinh tế này tôi cho rằng là cái nguồn nhân lực họ tuyển dụng cũng rất là lớn. Nhưng các bạn nghe chữ toán là các bạn sợ, các bạn mới không biết học toán là học cái gì trong đó, cho nên các bạn sợ. Thật ra là toán kinh tế thì trong đó chúng tôi chia đào tạo chuyên ngành là tài chính định lượng, và định lượng được cái giá trị cũng như là cái phần nguồn nhân lực, hay rằng là định lượng được cái phần thống kê kinh tế tài chính trong xã hội, trong một cái đất nước của chúng ta nói chung, rồi phát triển riêng ra ở các nước nữa. Và như vậy khi chúng ta đã định lượng được như vậy thì chúng ta sẽ có những cái đầu tư, những cái quyết sách, những cái
chiến lược mà giúp cho doanh nghiệp của mình ngày một phát triển hơn. Đặc biệt cái này sẽ phục vụ nhiều hơn ở lĩnh vực tài chính ngân hàng, để cho rằng đây là một cái nhóm, một trong những cái nhóm ngành mà cái nguồn nhân lực đòi hỏi của những năm tiếp theo nó cũng sẽ có. Và khi chúng ta là một cái đất nước mà phát ngày một phát triển như thế này và giao thương với các nước, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái nhóm lĩnh vực mà sẽ giúp cho các bạn có được cái vị trí việc làm và sau này có được một cái mức lương phù hợp, cũng như là nó tạo cho những các bạn, đặc biệt là những các bạn mà thích về toán, về thống kê á, thì sẽ là người sẽ có phù hợp với cái lĩnh vực này, sẽ giúp cho các bạn sẽ có cơ hội phát triển và thăng tiến hơn. Thì không biết là trường Đại học Văn Hiến thì mấy năm gần đây hình như là cũng mở một số ngành mới đúng không thầy? Đúng. Thầy có thể chia sẻ những ngành học mới cho mình. Cũng giống như là chỗ ý kiến của các thầy cô đã nói đấy. Thì cái việc mở ngành mới thì đầu tiên phải đáp ứng cái nhu cầu người học, và đặc biệt là sự khảo sát cái nhu cầu. Và thêm nữa là có những cái doanh nghiệp họ tới họ đặt vấn đề với mình. Trên có nghĩa là cái việc mà trường đại học mà liên kết với một doanh nghiệp á, để có được chương trình đào tạo đưa ra một những cái chính sách để làm sao đó phù hợp cái nguồn nhân lực sau khi đào tạo xong đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp là cái điều rất là cần thiết. Thì với Đại học Văn Hiến thì được một cơ sở mà nằm trong tổ chức doanh nghiệp luôn, thì nó cũng khá là thuận tiện trong cái việc là đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Cho nên là cái việc mở thêm ngành mới là một cái điều đáp ứng cái việc đó. Trong những năm vừa qua thì Đại học Văn Hiến cũng mở thêm về cái nhóm ngành sức khỏe. Ví dụ như là về chỗ y dược, chỗ điều dưỡng, nhu cầu điều dưỡng để xuất khẩu đi nước ngoài rất là nhiều. Và có nhiều doanh nghiệp đặt hàng đó, kiểu như vậy. Cho nên là cũng xét cái nhu cầu đó, Đại học Văn Hiến cũng mở thêm cái nhóm ngành nghề này. Thêm một cái nữa là cái nhóm ngành nghề mà về sư phạm mà tiểu học, sư phạm mầm non. Cũng đang được các đơn vị rất là quan tâm và cần cung cấp thêm, đặc biệt là các cơ sở giáo dục tư thục đấy. Họ cần có những người có trình độ đại học để hỗ trợ họ trong công việc là quản lý cũng như là xây dựng cái ngôi trường theo cái mô hình chung của họ. Đó là vấn đề mà doanh nghiệp đặt ra. Thì một số cái yêu cầu như thế, cho nên là trường Văn Hiến cũng dựa trên tinh thần đó mở thêm ra các ngành nghề cho nó phù hợp. Dạ. Còn không biết trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thì năm nay có ngành nào mới không thầy Trắng? Kính thưa các bậc phụ huynh, năm nay thì năm 2022 này thì cơ bản là trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sẽ không có mở ngành mới. Tuy nhiên để cho ngoài cái yếu tố là chúng ta làm nhu cầu khảo sát nhu cầu thực tế, chúng ta cũng xây dựng cái chuyên ngành mới, thì đối với trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thì chúng ta còn có thêm cái tiêu chí nữa là cái việc mà về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng để chúng ta giảng dạy. Cái thứ hai là phải gọi là cái đầu ra dành cho các bạn sinh viên, cho nên nhà trường năm nay thì sẽ có thay đổi một tí xíu về các về trong cái chuyên ngành ở trong cái ngành khoa học máy tính đó. Thì hàng năm từ năm 2021 đổ về trước thì ngành khoa học máy tính của trường này có 6 chuyên ngành, nhưng mà từ năm 2022 thì chúng ta chỉ còn có 4 chuyên ngành, và 4 chuyên ngành này có thể nói rằng là một trong những là các ngành mà có thể thu hút nguồn nhân lực hiện tại, ví dụ như là ngành trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật phần mềm, big data dữ liệu lớn, và một cái chuyên ngành nữa đó là ngành mạng máy tính và an ninh thông tin. Thì đó là 4 cái chuyên ngành mới của năm nay. Thì căn cứ theo cơ sở vật chất thì cũng giống như là cái xây dựng cái chương trình đào tạo dành cho các bạn thí sinh, các bạn sinh viên, thì các bạn nhà trường đã gắn kết cũng giống như là Văn Hiến là môi trường đào tạo trong doanh nghiệp. Thì đối với trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thì sẽ là xây dựng giáo trình có sự đóng góp của doanh nghiệp. Ví dụ như sẽ có một học kỳ là các bạn sẽ được học kỳ doanh nghiệp, các bạn sẽ đến trực tiếp doanh nghiệp đó học trên cái tất cả những cái trang thiết bị của doanh nghiệp đó, và các bạn được cấp chứng chỉ của doanh nghiệp đó. Rồi hoặc là các bạn sẽ được đi các hội thảo, các buổi thực tế tại các doanh nghiệp để mà các bạn có thể trực tiếp thấy được những cái trang thiết bị tại cái doanh nghiệp đó, để mà các bạn về có định hướng để mà chúng ta xây dựng được cái phong cách học tập cũng giống như là cái nền tảng để các bạn sau này chúng ta làm việc tại doanh nghiệp đó. Thì đó là cái năm nay mà trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đang áp dụng cũng giống như là có sự thay đổi trong năm 2022 này. Dạ, xin cảm ơn những thông tin mà các thầy cô, thầy Hải, cô Phụng, thầy Phương, thầy Trắng đã chia sẻ với chúng ta trong cái phần 1 này, những thông tin rất bổ ích ạ. Quý phụ huynh và các em học sinh đang theo dõi chương trình tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh Gia Lai. Các em học sinh thân mến, chúng tôi nhận được một số câu hỏi liên quan đến ngành nghề gửi lên đây. Thì tôi đầu tiên là tôi xin đọc câu hỏi của bạn Ngô Gia Tuấn, trường Trung học Phổ thông Phan Bội Châu. Bạn hỏi là trường Đại học Duy Tân có ngành học nào mà nhu cầu lớn nhưng lại ít người học trong thời gian qua hay không? Vì em có học lực chỉ ở mức trung bình khá, em muốn chọn ngành ít người học để mức độ cạnh tranh thấp, dễ trúng tuyển hơn. Xin mời tiến sĩ Võ Thanh Hải ạ. Đây là một cái câu hỏi mà thường là các bạn thí sinh quan tâm. Là thích học vào những ngành nào dễ trúng tuyển nhưng mà ra trường có việc làm nha. Đó là cái xu hướng nhạy. Nhưng mà cũng có, thầy cũng chia sẻ với em như thế này. Trong mấy năm gần đây thì
thầy đánh giá rằng là có một cái xu hướng là dịch chuyển về phía lựa chọn ngành nghề của các em thí sinh ấy, là học nhiều về các cái khối ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, khoa học xã hội hành vi, du lịch, công nghệ thông tin, nhưng mà khối kỹ thuật á, công nghệ thì ít thí sinh được chọn. Bởi lẽ các em cứ nghĩ rằng là học ở khối kỹ thuật công nghệ sẽ là vất vả, chúng ta sẽ dầm mưa dãi nắng làm việc đứng trên công trình. Đến nay thì trong 2 năm gần đây ở trường Đại học Duy Tân, tất cả sinh viên ngành xây dựng, ngành cầu đường, ngành xây dựng công trình, giao thông, xây dựng dân dụng, ngành kiến trúc không có nhân lực để đáp ứng cho doanh nghiệp. Báo cáo với quý thầy cô là như vậy. Lương cao hơn một sinh viên khối ngành kinh tế và khoa học xã hội hành vi ra trường làm, nhưng không có sinh viên học. Đó là một cái ngành thầy nghĩ rằng nếu em lựa chọn chắc chắn ra trường em sẽ có việc làm. Bởi vì hiện nay số lượng sinh viên học ở ngành này rất là ít, không chỉ ở trường Đại học Duy Tân mà là ở các cái trường trong cả nước. Đó là cái điểm mà xu hướng chính. Cái điểm thứ hai đấy, thì chúng ta nên tiếp cận rằng là nếu em đặt câu hỏi là học ngành gì ít người học ra đường có việc làm ngay ấy, nhưng cũng như đầu chương trình thầy nói, năng lực của em không phù hợp thì đó là điều rất là khó khăn. Hiện nay theo như đánh giá về độ khó của các ngành thì những cái ngành thuộc về kinh tế, khoa học xã hội hành vi thì cái cường độ học tập nó không vất vả bằng khối ngành công nghệ kỹ thuật. Nhưng khối ngành công nghệ kỹ thuật thì số lượng thí sinh đăng ký ngành học tương đối thấp, trong khi cái cơ hội việc làm nhiều, thì nó dẫn đến là các em có cái cơ hội việc làm ra trường lớn hơn. Cái điểm thứ ba là em lo lắng là sức học em trung bình. Điều này thầy nghĩ rằng anh cũng không nên lo lắng lắm. Bởi vì thầy thấy rằng học ở phổ thông là một câu chuyện hoàn toàn khác so với học đại học. Đấy. Theo thống kê của trường Đại học Duy Tân đấy, hội đồng tuyển sinh của trường thường mỗi năm đi qua thường phân tích cái kết quả điểm học tập, xét phương thức học bạ, phương thức kết quả kỳ thi trong phổ thông và một phương thức đánh giá kỳ thi đánh giá năng lực đấy, so với cái số sinh viên tốt nghiệp bằng cái phương thức đó, thì thấy rằng nhiều cái tỷ lệ sinh viên bị dừng học lại ở xét học bạ tương đương với lại xét vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Như vậy cho thấy rằng là gì? Cho thấy rằng là học ở đại học là hoàn toàn khác so với học phổ thông. Nhiều em có một sức học ở phổ thông vừa phải, nhưng vào môi trường đại học với cách tiếp học, cách tiếp cận và phương thức học tập chủ động, các em phải tự quyết về cái con đường học tập của mình, thì nhiều em bứt phá và trưởng thành lại rất lớn. Đấy. Có những bạn mà khi mới vào á, điểm rất là cao, thủ khoa chẳng hạn, nhưng mà kết quả học tập đại học chưa chắc đã cao nhất, đúng không ạ? Đúng. Nhưng mà ngược lại có những em thì điểm vào trung bình mà trung bình học nhưng đại học lại vươn lên. Sẽ vươn lên. Ví dụ như thực tế. Một bạn sinh viên ở Gia Lai thấy rằng là em học sinh Gia Lai á, là Tuấn á, thấy rằng là như ở trường Đại học Duy Tân chúng tôi thường hay đưa cái giải thưởng của sinh viên lên mạng á. Như vậy đầu vào của sinh viên Duy Tân so với các cái trường công lập, một số trường lâu năm ấy có thể là nó không bằng khi cái điểm công bố, nhưng sau 4 năm các em học thì cái kết quả các kỳ thi của các em lại đạt được những cái giải khác khá biệt hơn. Cho nên các thầy cô trong chương trình nói là những trường đều cái đầu tư về nguồn lực của mình khi ngôi trường lớn lên ấy, thì với cái mong muốn là cho các em sinh viên thỏa sức sáng tạo của mình, đáp ứng đam mê. Cho nên cái việc sức học của em một cách trung bình khá, nhưng em có một cái chiến lược chọn ngành và chọn trường phù hợp để bước vào giảng đường đại học, học đúng cái ngành mình thích với năng lực, thì thầy tin rằng là trong tương lai em hoàn toàn có thể có một công việc tốt và có một cái cuộc sống nó sẽ thuận lợi hơn. Nếu như em chạy theo cái sự góp ý của các bạn bè của mình ấy mà không có một cái định hướng chính về bản thân mình ấy, thì thầy nghĩ rằng là giảng đường đại học chắc cũng sẽ đón em một thời gian ngắn. Chứ còn mai là dài thì mong muốn được một năm đọc. Vậy cái mức học trung bình của em ấy thì hoàn toàn yên tâm, không có lo lắng gì hết, đúng không ạ? Cho cái môi trường đại học có thể lại khiến em phát huy được những cái điểm mạnh của mình. Dạ, xin cảm ơn những tư vấn của tiến sĩ Võ Thanh Hải. Tôi tiếp tục đọc một câu hỏi của học sinh Hồ Tuấn Khải ở trường Trung học Phổ thông Lê Lợi. Bạn thắc mắc là em thấy các doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh nhà ở đang rất phát triển. Có nhiều anh chị không học ngành này ra vẫn là nhân viên kinh doanh bất động sản, cô Phụng ạ. Vậy em học ngành bất động sản này ra thì có khác với mấy anh chị mà đang làm trái nghề đấy không? Tốt nghiệp ra có phải cạnh tranh lớn hay không? Thì tại vì trường Đại học Tài chính Marketing là có ngành bất động sản, đúng không ạ? Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng giải đáp cho em học sinh này.
Một cái câu hỏi rất là thú vị phải không ạ? Hồi nãy tôi cũng ngay từ ban đầu chương trình là ngoài thầy Hải chia sẻ, ngoài thầy Phương, tôi đặc biệt quan tâm tới chỗ thầy Trắng có chia sẻ một cái vấn đề liên quan đến cái vấn đề mà khi mà chúng ta tốt nghiệp ra trường, chúng ta làm trái ngành. Sẽ có những bạn ra trường sẽ không làm đúng cái vị trí việc làm, đúng với cái ngành nghề mà mình yêu thích. Lấy ví dụ như bản thân tôi trước ha, trước khi mà vô cái ngành bất động sản đi, về đứng ở góc độ khi mà tốt nghiệp ra trường với một cái ngành nghề khác nhưng lại bước vào một cái môi trường giáo dục, và với cái lòng yêu thích của mình về cái lĩnh vực đi tư vấn như thế này, được hòa nhịp cùng với các em học sinh, thì tôi cho rằng cái lĩnh vực tư vấn tuyển sinh nó sẽ phù hợp với mình. Và như vậy thì tôi sẽ chuyên tâm về nó nhiều hơn, tôi đào sâu cái khối kiến thức của nó nhiều hơn để làm sao đó có thể tư vấn tốt cho học sinh của mình. Thì đó cũng là một trong những cái lĩnh vực trái ngành, vì tôi tốt nghiệp là một cái ngành là ngành triết học ở bậc đại học, cho nên là khi mà vào một cái trường đại học mà tôi không có đi dạy giảng dạy của lĩnh vực triết học thì nó lại đi ngang một cái hướng khác, làm ở lĩnh vực đào tạo, làm ở công tác tư vấn tuyển sinh. Và như vậy tôi cho rằng đó là một cái lĩnh vực mà chúng ta cho rằng là nó có hoàn toàn khác. Nhưng mà rốt cuộc lại rồi tôi sẽ nhận nhận một cách là tôi đi đúng cái con đường của tôi. Có nghĩa rằng cái đam mê, cái sở thích ban đầu của chúng ta, do bản thân mình lúc đó mình không nhận biết được đó là cái đam mê, cái sở trường của mình, cho nên mình đi một cái ngành khác hơn so với vị trí việc làm của mình ở đó. Tuy nhiên là sau một cái thời gian mà chúng ta công tác tại một đơn vị và chúng ta quay lại những cái đam mê của mình thì tôi cho rằng cái này nó phù hợp thôi. Quay lại cái câu chuyện là ở lĩnh vực bất động sản. Ở lĩnh vực bất động sản thì lúc đầu chúng ta chia sẻ là ở lĩnh vực bất động sản này người ta tuyển rất là nhiều vị trí, mà trong đó cái vị trí nổi bật mà cho đến tại thời điểm này, vừa rồi khi trước khi đến với lại cái buổi ngày hôm nay thì tôi có gặp một cái doanh nghiệp cũng là thuộc lĩnh vực bất động sản, tuyển hẳn 100 sinh viên thực hành nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp ở lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên người ta tuyển thực tập ở cái lĩnh vực bất động sản này thuộc nhóm ngành kinh doanh nhiều và nhóm ngành sale là nhiều. Vậy thì những bạn khác, các bạn học ngành khác, có thể các bạn học ngành quản trị kinh doanh, các bạn học ngành marketing, hoặc là các bạn học những cái ngành nghề khác, các bạn có thể tham gia vào lĩnh vực này để các bạn có thể cùng với đồng hành với doanh nghiệp. Nhưng về mặt cơ bản thì những bạn tốt nghiệp ngành bất động sản ra, vì lĩnh vực bất động sản người ta sẽ đào tạo rất là nhiều, trong đó các bạn đầu học được học các nghiệp vụ về đầu tư bất động sản, rồi kinh doanh bất động sản, quản lý các dự án, hay rằng người ta biết tiết chế trong cái chương trình học về luật, pháp luật. Ở trong đó đặc biệt người ta chú trọng đến quản lý thiết kế, quản lý dự án, hay là pháp lý dự án, hay là pháp lý đầu tư, nhằm làm sao đó để giúp cho các doanh nghiệp có xây dựng những cái chiến lược. Vậy thì ở cấp bậc đại học hay cấp bậc đại học, ví dụ cấp bậc đại học thì người ta đào tạo cho các bạn các khối kiến thức về quản trị, về chiến lược để phát triển các sản phẩm của người ta ra thị trường. Vậy thì đào tạo ở bậc cao đẳng thì lại đào tạo về cái lĩnh vực thực hành nghề nghiệp, và chúng ta vào là làm ngay với cái nghề đó. Vậy thì ở lĩnh vực mỗi một cái cấp độ, trình độ khác nhau, nhưng tụ chung lại chúng ta làm ở lĩnh vực nó phù hợp. Các bạn không sợ rằng khi các bạn ra trường, mỗi một doanh nghiệp, vì con người chính là cái nguồn lực của cái doanh nghiệp đó, doanh nghiệp đó có muốn phát triển thì cái nguồn nhân lực phục vụ cho cái doanh nghiệp đó phải là đảm bảo chất lượng và phải đảm bảo về lĩnh vực chuyên môn. Một doanh nghiệp khi người ta tuyển dụng, người ta sẽ chú trọng vào ba cái nội dung mà nãy thầy Trắng có chia sẻ, thái độ của mình đối với cái nghề nghiệp đó. Cái thứ hai đó là cái kiến thức chuyên môn nền tảng của các bạn. Các bạn học kiến thức chuyên môn, các bạn học cái ngành đó thì chắc hẳn các bạn sẽ có những cái chiến lược, các bạn có những cái cách thức, các bạn biết được nhiều cái giá trị về kiến lĩnh vực chuyên môn, kiến thức chuyên môn nền tảng của mình để có thể đáp ứng theo yêu cầu của nhà doanh nghiệp. Còn nhà doanh nghiệp có thể tuyển những người không ở cái trình độ mà chuyên môn lĩnh vực đó, nhưng người ta có những cái lĩnh vực kinh doanh, có những cái vị trí khác, cái yêu cầu công việc, khác đi. Còn đối với những bạn mà học đúng ngành nghề thì các bạn đòi hỏi các bạn phải đáp ứng được cái yêu cầu mà doanh nghiệp đó đề ra. Vậy thì thứ nhất đó là thái độ của bạn đối với vị trí việc làm của bạn đó, thứ hai đó là kiến thức chuyên môn nền tảng của các bạn, và cái thứ ba mà hồi nãy lúc ban đầu thầy Hải chia sẻ mà em hoàn toàn nhất trí, đó là kỹ năng mềm của các bạn. Trong kỹ năng mềm đó thì riêng tiếng Anh và các thứ tiếng khác nó sẽ giúp cho các bạn sẽ phát triển hơn ở lĩnh vực mà sau khi các bạn tốt nghiệp ra trường các bạn đến gần hơn với doanh nghiệp. Vậy thì bạn Hải không phải lo là khi các bạn tốt nghiệp ra trường, cái việc mà chúng ta có cái kiến thức chuyên môn nền tảng thực tế, các bạn sẽ là những cái nhân tố đắc lực, những cái nhân tố quyết định cho cái doanh nghiệp đó phát triển hay không. Các bạn sẽ phải đáp ứng được cái yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Còn những cái bạn khác, các bạn cũng làm ở vị trí đó, nhưng mà chúng ta có những cái vị trí khác hơn so với các bạn. Vậy thì ở đây chúng ta bình quân giữa những cái người có thể tốt nghiệp ở đúng ngành nghề của các bạn đi vào chiều sâu, còn những cái nhóm ngành nghề khác có thể phục vụ cùng với một cái vị trí việc làm, nó là trung lập, nó không phải là đi chuyên môn sâu vào kiến thức chuyên môn nền tảng. Và tôi nghĩ rằng là mỗi một cái doanh nghiệp khi người ta đã tuyển cái người đầy đủ kiến thức chuyên môn nền tảng thì các doanh nghiệp này người ta ít có phải là đào tạo lại về cái khối kiến thức đó. Còn nếu như doanh nghiệp mà tuyển dụng những cái bạn mà không có phải là chuyên môn thì người ta cũng phải bỏ một khoảng thời gian ra để người ta có thể đào tạo lại, người ta training lại để có thể phục vụ cho lĩnh vực nghề nghiệp của doanh nghiệp đó. Vậy thì đối với mỗi nhà doanh nghiệp thì doanh nghiệp người ta hoàn toàn, tôi rất là sẵn lòng để có thể mời các bạn đó đã có chuyên môn rồi, tôi không cần phải đào tạo nữa. Còn mời cái vị trí mà tôi không có, bạn đã không có chuyên môn thì tôi phải bỏ ra những khoảng thời gian 1 tháng, 2 tháng hoặc 3 tháng thì mới có thể, bạn đó mới có thể làm việc được. Vậy thì cái nhu cầu của nhà tuyển dụng thì người ta vẫn đặt cái vị trí chuyên môn nền tảng của mình là ở phía trên, chứ không phải là ở các vị trí mà không đúng chuyên môn như vậy. Cho nên là bạn không phải yên tâm, bạn không phải lo, bạn yên tâm và hy vọng rằng mến chúc cho tất cả các bạn Gia Lai của chúng ta lựa chọn cho mình một cái ngành nghề phù hợp với năng lực, phù hợp với đam mê và sở trường của mình, để có thể từ đó phát huy được cái khả năng và đáp ứng được nhu cầu nhà tuyển dụng trong 4 năm hoặc là 3 năm khi các bạn tốt nghiệp ở bậc đại học hay tốt nghiệp ở bậc cao đẳng, các bạn ra trường, để có thể phục vụ cho quê hương của mình là quê hương ở tỉnh Gia Lai, cũng như là phục vụ cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Mến chúc cho tất cả các bạn đạt kết quả cao tại các kỳ thi và trúng tuyển vào những cái ngành nghề mà mình cảm thấy mình yêu thích nhất ạ. Vậy là bạn Hồ Tấn Khải là hoàn toàn an tâm nộp vào ngành bất động sản, và khi mà có một nền tảng đào tạo bài bản về chuyên môn thì các bạn sẽ có lợi thế để có thể cạnh tranh và phát triển được nghề nghiệp của mình nhanh hơn. Xin cảm ơn tư vấn của thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng. Tôi xin tiếp tục đọc một câu hỏi của phụ huynh Dương Tuyết Mai ở thị xã An Khê. Phụ huynh hỏi là làm sao để biết sau 4 năm thì ngành học nào cần nhiều nhân lực vì cuộc sống có rất nhiều thay đổi. Những dự báo này căn cứ vào đâu? Tôi muốn con học ngành IT thì nên chọn hướng chuyên sâu nào để 4 năm sau vẫn không bị lạc hậu. Về câu hỏi này chúng tôi xin mời thạc sĩ Đinh Công Viễn Phương trả lời và chia sẻ thêm về một số chuyên ngành IT của trường mình ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi của vị phụ huynh. Kính thưa quý vị phụ huynh cũng như là các em học sinh của tỉnh Gia Lai, cái việc mà xác định được cái ngành nghề ngay từ đầu có thể nói là một cái điểm lựa chọn rất là tốt cho cả thí sinh cũng như là phụ huynh. Thì cái phần này giống như các thầy cô chúng ta đã nói từ ban nãy đó, chúng ta chọn ngành nghề là một yếu tố hết sức là phải cẩn trọng, nhưng mà quan trọng nhất hơn nữa là phù hợp với năng lực của các bậc em. Chúng ta không thể là dựa theo cái nhu cầu của cha mẹ hoặc người thân để khiến cho các bạn phải chọn cái ngành nghề đó. Đó là một cái nó sẽ đem lại cái hậu quả sau này là các bạn có thể là sẽ không thành công trong chính nghề nghiệp này. Mà nếu cả cha mẹ và con đều cảm thấy rằng đó là ngành nghề phù hợp để xác định lựa chọn thì đó là cái điều mà tốt nhất để chúng ta có thể là học hành. Ví dụ Đào Vân Hiến ấy, cái nhóm ngành về công nghệ thông tin thì được đào tạo rất là nhiều, từ việc kỹ thuật hay là đào tạo về các nhóm ngành về lập trình phần mềm, quản trị mạng cũng như là quản trị hệ thống. Thì để mà gọi đối với cái ngành công nghệ thông tin ấy, thì sau 4 năm tới để nó không lạc hậu thì chúng ta thấy là hầu như tất cả các ngành nó đều có sự biến chuyển theo hàng năm. Ngành nghề công nghệ thông tin cũng thấy là có nghĩa là từ chỉ có cái phần cứng thôi, chúng ta học phần cứng máy tính thì biết là trong đó nó có những cái rất là cố định, từ việc lắp ráp gỡ rồi từ IC, từ ổ đĩa và cái thì nó là cố định, nhưng mà nó cũng có sự thay đổi, hình thức sẽ khác nhau và cấu trúc nó sẽ khác nhau đi theo từng năm. Riêng về cái ngành phần mềm hay là phần quản trị hệ thống nó cũng có sự biến đổi. Học một cái mà các bạn phải luôn luôn thay đổi theo nó là cái lập trình. Chúng ta thấy là từ cái app điện thoại chúng ta, rồi từ mọi cái phương tiện truyền thông, từ cái mà sử dụng công nghệ trong các trung tâm dịch vụ cũng vậy, đúng không ạ? Chúng ta thấy nó thay đổi thường xuyên. Trước chúng ta phải nhấn nút, bây giờ chúng ta dùng vân tay, ví dụ thế. Cho nên đối với ngành công nghệ thông tin, học cái ngành, học cái môn ngành chuyên ngành nào cho nó rõ ràng, nó không có gì thay đổi thì rất là khó. Nhưng mà chúng ta phải thường xuyên cập nhật kiến thức, đó là một cái ngành yêu cầu chúng ta là không được nhiều nhậm cho một chỗ. Ví dụ chọn ngay rồi đầu tiên là ngành quản trị hệ thống đấy ạ, thì các bạn sẽ được tổng thể tất cả các chương trình để quản trị hệ thống máy tính. Nhưng mà nó sẽ có thay đổi, nó update phần mềm, ngay cả cái chúng ta đang dùng cái điện thoại iPhone của Apple đấy ạ, các bạn thấy là chúng ta thấy là cứ sau một khoảng thời gian thì nó lại có một phần mới update. Nó luôn luôn yêu cầu cập nhật, khắc phục cái lỗi này, sửa lỗi kia và thay đổi cái chương trình bảo mật. Thế cho nên là ngành công nghệ thông tin là một cái ngành luôn luôn có sự biến động.
chọn bất cứ một cái chương trình nhỏ nào cho ngành đó thì chúng ta phải hiểu được rằng sau 4 năm ta đã kiến thức cơ bản rồi, chúng ta phải luôn update nó, thay đổi nó từng ngày. Để tôi nói là bây giờ chọn ngành nào để nó không có sự là thay đổi thì chắc không dám nói chúng ta hình dung như thế. Nhưng cái quan trọng nhất là như các thầy cô chúng ta đã nói đó, các bạn khi đã học rồi chúng ta phải tự trang bị cho mình cái nguồn kiến thức, đó là cái cần thiết nhất. Có kiến thức cơ bản rồi chúng ta mới tự update được cái thông tin, tự thay đổi theo cái môi trường. Ví dụ như là chương trình đó trong quá trình học năm nhất, năm 2, năm 3 nó có biến đổi thì nhà trường chắc chắn phải cập nhật cho các bạn ngay để các bạn không bị lạc hậu về kiến thức đó. Làm sao đó trong quá trình học và tất cả những ngành nghề khi các bạn ra trường thì kiến thức hiện tại nó luôn đáp ứng yêu cầu thực tế, nó không bị quá lạc hậu đi so với những năm các bạn bắt đầu bước vào. Cho nên là các bạn cứ yên tâm, chúng ta đã xác định được đúng ngành nghề rồi thì cái việc mà chúng ta lựa chọn nó và update nó trong quá trình học tập cũng như là trong công việc sử dụng hàng ngày thì các bạn sẽ đem lại cái hiệu quả tích cực nhất thôi. Xin cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Phương. Chúng tôi lại tiếp tục nhận được một câu hỏi của học sinh nữa, hỏi về ngành quản trị kinh doanh ạ. Bạn nói là ngành này nghe khá là chung chung, không biết tốt nghiệp thì làm được công việc gì. Em vẫn muốn học chuyên sâu một chút. Vậy thì trường Đại học Quốc tế Sài Gòn có dạy các hướng chuyên sâu cho ngành này hay không? Xin mời thạc sĩ Trần Văn Trắng giải đáp cho em học sinh này ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn đã hỏi về nhóm ngành quản trị kinh doanh tại trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Thì thật sự ra cái câu chuyện ngành quản trị kinh doanh là một ngành tổng hợp. Thì các bạn học ngành quản trị kinh doanh ra, các bạn có thể làm tất cả các vị trí trong một công ty. Các bạn có thể làm ở phòng marketing, các bạn làm ở phòng tổ chức, các bạn có thể làm ở phòng sale, hoặc là có thể là các bạn đây là kiến thức nền tảng để các bạn có thể start up và các bạn có thể kinh doanh một cơ sở vừa và nhỏ trước khi mà chúng ta có nền tảng và tài chính để chúng ta phát triển hơn. Thì cho nên là còn đi cái hướng chuyên sâu dành cho các bạn thì tại trường Đại học Quốc tế Sài Gòn chúng ta lại có những cái hướng đi chuyên sâu cho các bạn trong cái nhóm ngành quản trị kinh doanh này, ví dụ như là thương mại điện tử. Là có thể nói rằng là các bạn sau này ra các bạn trên dựa trong cái hình các việc mà online mà chúng ta kinh doanh thì chúng ta có thể là chúng ta phát triển theo hướng này, vừa kết hợp được giữa thương mại kinh doanh và vừa kết hợp được với marketing thì chúng ta ra được đó là thương mại điện tử. Hoặc là một cái nhóm nữa là các bạn sẽ đi theo thương mại quốc tế hoặc là kinh tế đối ngoại hoặc quản trị du lịch, thì nó sẽ liên quan về cái mảng kinh doanh mà đi kết hợp với một cái chuyên ngành, một cái lĩnh vực hẹp để mà các bạn có thể làm việc được. Và mặc dù tuy nhiên đối với tại trường Đại học Quốc tế Sài Gòn á, thì để cho các bạn quay lại câu chuyện mà từ đầu giờ thầy nói với các bạn là thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, có nghĩa là các yếu tố để chúng ta có được việc làm, thì tại trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sẽ trang bị cho các bạn những ngay từ định hướng xây dựng trường và xây dựng chương trình đào tạo của nhà trường, là ví dụ như là dựa trên quan điểm phương pháp học tập của bạn là phương pháp học tập thực tế. Có nghĩa là thay vì các bạn học, các bạn ở dưới phổ thông các bạn học thì chúng ta sẽ một bài kiểm tra 15 phút và bài kiểm tra 45 phút. Nhưng đối với ở trên trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, cái nhóm ngành quản trị kinh doanh hay các chuyên ngành hẹp á, thì các bạn sẽ làm đề án kết thúc môn học. Ví dụ như các bạn học vào bộ môn là tổ chức sự kiện event đi, thì chúng ta các bạn phải tổ chức được một cái sự kiện về một cái sản phẩm nào đó để quảng bá cho tới các học viên trong trường, sinh viên các khoa khác trong trường, thì các bạn mới giảng viên sẽ chấm điểm dựa trên những cái sản phẩm đó. Hoặc là một cái tiêu chí về ngoại ngữ thì nhà trường sẽ hoàn toàn sẽ đào tạo các bạn tiếng Anh trong vòng 3 năm mà chúng ta sẽ không thu phí các bạn về cái chương trình này, cũng giống như tin học. Và ở siêu đặc biệt một điều rằng thì nó có một cái điều này nghe nó cũng hơi lạ lạ, nhưng mà các bạn sẽ thấy có nghĩa là các bạn phải bắt buộc học 5 bộ môn thể thao quy định bắt buộc của trường, và để các bạn có được chứng chỉ bơi lội và một cái chứng chỉ nữa là chứng chỉ tham gia hoạt động câu lạc bộ, đó là thể hiện được kỹ năng mềm, cũng giống như là cái việc mà các bạn có chứng chỉ bơi lội. Để tại vì sinh viên của trường siêu khá nhiều là các bạn học xong quản trị kinh doanh ra nhưng các bạn đi theo về lĩnh vực hàng không, thì nó là một điểm cộng trong mắt của doanh nghiệp. Đó là thông tin chung về trường Đại học Quốc tế Sài Gòn năm nay, thì các bạn có thể tham khảo thêm vì năm nay các chuyên ngành hẹp ở trong ngành quản trị kinh doanh năm nay đều có học bổng 30% học phí cho 4 năm, thì các bạn có thể tham khảo thêm trên website của nhà trường các bạn nhé. Cảm ơn bạn. Xin cảm ơn thạc sĩ Trần Văn Trắng. Chúng ta đã được nghe rất nhiều thông tin về việc mà ngành học rồi nhu cầu nhân lực. Bây giờ chúng tôi muốn các trường chia sẻ ngắn gọn về những cái phương thức xét tuyển trong năm nay ạ. Thì xin mời thầy Hải trước ạ. Về thời gian cũng sắp kết thúc. Thì các phương thức xét tuyển của trường Đại học Duy Tân vẫn giữ nguyên như năm 2021, đó là nhà trường vẫn dựa vào xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét điểm học bạ theo hai cách, là một điểm lớp 11 cộng học điểm 1 là lớp 12 hoặc là điểm mà lớp 12, và thứ ba là xét vào dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực. Ngoài ra thì trường đối với năng khiếu thì trường có tổ chức thi riêng thi môn năng khiếu môn vẽ mỹ thuật để xét tuyển bằng kiến trúc. Nếu các thí sinh không thi môn vẽ mỹ thuật tại trường Đại học Duy Tân mà thi tại các cái trường khác ở gần nhà mình rồi đấy, ví dụ các thí sinh ở phía Nam thi tại Thành phố Hồ Chí Minh ấy,
thì có thể dùng cái kết quả đó nộp về trường đại học, không nhất thiết phải thi. Còn tất cả những cái chỉ tiêu thông số cơ bản ổn định như năm 2021 thì các bạn theo dõi trên website thông tin về tuyển sinh của trường sẽ thấy được các tổ hợp môn, chỉ tiêu, ngành học và các phương thức xét tuyển cũng như các xét học bổng. Chúc các bạn có một cái mùa thi thật là tốt và đạt được cái ước mơ là vào đại học, vào đúng ngành của mình. Dạ, dạ. Cảm ơn thầy Hải ạ. Cô Phụng chia sẻ cho mình những cái phương thức xét tuyển trường mình ạ. Với trường Đại học Tài chính Marketing thì năm 2022 này trường xét tuyển là 4.500 chỉ tiêu cho 4 phương thức xét tuyển. Đó là phương thức thứ nhất, đó là phương thức xét tuyển thẳng. Phương thức thứ hai đó là phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta vừa thi vào 27 tháng 3. Phương thức thứ ba đó là phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập trung học phổ thông mà các bạn hay thường gọi là phương thức xét tuyển bằng học bạ. Và phương thức cuối cùng đó là phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì ở trường Đại học Tài chính Marketing với 4 phương thức này sẽ xét tuyển ở cả 4 chương trình. Thứ nhất là chương trình chuẩn, chương trình thứ hai là chương trình chất lượng cao, chương trình thứ ba là chương trình đào tạo đặc thù và cuối cùng đó là chương trình đào tạo chất lượng cao tiếng Anh toàn phần. Thì nếu như bạn nào quan tâm đến trường Đại học Tài chính Marketing thì các bạn có thể theo dõi tại website của trường Đại học Tài chính Marketing để biết về các thông tin cụ thể ạ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn cô Phụng. Không biết trường Văn Hiến thì có thêm phương thức mới nào không thầy? À, vâng. Đối với trường Đại học Văn Hiến thì cũng như các trường bạn thì chúng vẫn tôi áp dụng theo các phương thức giống như năm 2021. Nhưng mà riêng đối với phương thức mà xét tuyển bạ thì chúng tôi có tới 4 cách xét tuyển đó. Thì cái phần này có nêu rõ ở trong website cũng như là các bạn có thể gọi đến tổng đài của trường để chúng ta nắm thông tin. Ngoài ra thì cái việc mà áp dụng theo cái liệt điểm thi trung học phổ thông quốc gia cũng như là điểm xét theo cái kỳ thi năng lực của trường đại học quốc gia như cô Phụng có nói đấy, thì chúng tôi còn có thêm một cái phương thức riêng, là phương thức là xét tuyển riêng là đối với cái nhóm ngành liên quan đến nghệ thuật. Vâng. Nhóm ngành này là buộc các bạn phải thi, có thời gian ôn thi, đó là nhóm ngành piano và thanh nhạc đấy. Thi năng khiếu hả thầy? Đúng rồi, thi năng khiếu. Dạ. Các bạn phải có thời gian ôn tập với giảng viên. Dạ. Rồi sau đó các bạn nếu bật trường hợp tình hình dịch nó vẫn diễn ra rất là căng thẳng như vậy thì các bạn có thể gửi clip về, thầy cô có thể chấm trên đó và báo cho bạn kết quả là các bạn có đủ điều kiện để đạt hay không. Dạ. Đó là cái điểm riêng. Dạ. Đối với nhóm ngành này thôi. Dạ. Còn lại thì mọi thứ nó vẫn cứ như năm 2021 và nó đặc biệt là tạo điều kiện cho các bạn là tham gia xét tuyển, mọi thứ đều online. Dạ. Và hồ sơ gửi qua đường bưu điện. Cho nên là cũng không có gì thay đổi nhiều lắm. Dạ, cảm ơn thầy Phương ạ. Thầy Trắng, mời thầy Trắng chia sẻ về các phương thức của trường mình ạ. Dạ, thì đối với năm 2022 này thì nhà trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cơ bản cũng sẽ giữ nguyên các phương thức xét tuyển như năm 2021. Thì đó là sẽ dựa trên điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thứ hai là chúng ta dựa điểm trên điểm thi của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và thứ ba đó là chúng ta sẽ xét điểm học bạ. Xét điểm học bạ ở đây thì chúng có hai option để các bạn lựa chọn. Một là chúng ta sẽ xét điểm năm học kỳ. Hai là chúng ta sẽ chờ đến khi nào chúng ta thi học kỳ 2 xong để chúng ta sẽ xét điểm cả năm lớp 12. Thì từ ngày 1 tháng 3 thì trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sẽ đã nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển online và cho các bạn, nếu mà các bạn nào ở khu vực ở tỉnh Gia Lai chúng ta có nộp hồ sơ xét tuyển thì chúng ta có thể đăng ký trực tuyến để cho các chuyên viên tư vấn của nhà trường liên hệ với để hướng dẫn hồ sơ cho các bạn. Và ngày 29 tháng 4 thì nhà trường sẽ công bố danh sách những bạn đủ điều kiện nhập học tại SIU. Cái này thầy chưa dùng từ là trúng tuyển nha các bạn nha, vì chúng ta phải là tiêu chí tiên quyết là chúng ta phải tốt nghiệp xong thì chúng ta mới được gọi là trúng tuyển, cho nên chỉ là danh sách các bạn đủ điều kiện về mặt điểm số có thể học tập ở trường. Đó là phương thức xét tuyển năm nay của nhà trường ạ. Xin cảm ơn thầy Trắng. Thưa quý phụ huynh và các em học sinh đang theo dõi chương trình tư vấn mùa thi của báo Thanh Niên được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh Gia Lai. Chúng tôi hy vọng là những thông tin mà chương trình đã cung cấp sẽ giúp cho các em có được những lựa chọn ngành nghề phù hợp và chính xác nhằm đạt được mục tiêu có việc làm và thu nhập tốt ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Chúng tôi xin chúc các em học sinh đạt được kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đậu vào đúng ngành học, trường học mà mình mong muốn. Xin cảm ơn. Lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.